Lòng người giông bão, không có nơi nào gọi là bình yên cả quý vị ạ. Đi đâu rồi chúng ta cũng thấy toàn là một mớ bồng bông. Cho nên chúng ta nghĩ đi nơi này nơi kia chúng ta sẽ thoải mái tinh thần, sẽ đỡ buồn, đỡ suy nghĩ, nhưng không phải đâu. Nếu mà chúng ta đi nơi này nơi kia mà chúng ta không để cái nỗi buồn ở nhà đó, chúng ta mang cái nỗi buồn đó đi cùng đó, thì chúng ta đi đến đâu thì cái nỗi buồn đó cũng vẫn đi theo mình. Đồng ý không? Cho nên muốn đi đâu đi nữa thì phải để cái nỗi buồn ở nhà, đóng cái cánh cửa lại, khóa lại, xong nói với lòng: để ngươi ở nhà nhé, đừng đi theo ta nữa. Chúng ta có thể tắt hết tất cả những cái liên lạc, chúng ta sắp xếp ổn định hết mọi thứ, chúng ta sống trở thành một con người khác, sống như một cái người vừa mới được sinh ra một lần nữa vậy. Cho nên được như vậy á, chúng ta mới thật sự chữa lành, mới thật sự để cái vết thương, cái nỗi đau ở nhà mà đi tìm lại những tháng ngày bình yên trong tâm hồn mình. Thì được như vậy á, suy nghĩ chúng ta không bao giờ có thể có cái suy nghĩ mà làm tổn hại bản thân mình, kết liễu đời mình đâu. Còn thở là còn gỡ, quý vị nhớ nha. Khi nào mà tắt thở thì thôi, chứ còn nợ từ từ trả. Nợ tiền không sao đâu, nợ tình đó, nó mới quan trọng. Trả hoài không hết, càng trả thì lại người ta càng đi đồn. Còn nợ tiền thì từ từ rồi mọi thứ cũng ổn thôi, miễn bình an là được. Cho nên ở phía xa gần đá, từng cơn sóng vẫy vùng, xô vào bờ hỏi hả, nhưng sóng vẫn ung dung. Phải chăng do mình đã quá coi trọng chuyện buồn, phóng to điều vất vả, nên cứ hồi bi thương. Sao mình không như sóng, cứ nhẹ nhàng cuốn xô. Hôm nay dù bão lớn, mai cũng sẽ yên bờ. Ừ thôi như thế nhé, bài học lớn cuộc đời là sống trong vui vẻ, giữ lòng mình thảnh thơi. 天山